Hello, chào toàn thể anh em ở trên đêm và tất cả mọi người nha. Giờ sáng rồi mọi người, sáng đêm mình đi thăm chim, mình đi bẫy chim con mình nên là ban đêm mình không có cầm máy đi quay được nha mọi người. Giờ sáng mình mới cầm máy mình đi kiếm cái chỗ nào mình đặt cố định rồi mình quay cho anh em xem. Dịp này chim nó bay quá trời luôn anh em ơi, bay mà nó thấy lưới không đâm mà đi gỡ luôn. Dính được con gì rồi anh em ơi, cà cố cái gì dính nguyên cà cố anh em ơi. Em đặt cái máy xuống rồi anh em xem nè, gỡ chị đi. Dính được con dưới đây nữa anh em ơi. Này đi, con này con gì bự dữ à. Ồ, vậy là được một cái gà anh em ơi. Nãy mình thấy đâm con trên kia bự lắm mà không biết nó xảy đường nào được hay quá. Nấm mà mùa này nó không được ấu anh em ạ.
vành cây luôn mà nó lớn xuống là mất tiền. Được một anh em gà nè, qua đêm nay mình bữa nay mình mới được con gà nè anh em ơi. Để mình ra tắm nước rồi thì mình gõ mấy chim kia luôn anh em. Nãy cách nãy mình xuống mình ngồi chỗ kia mình thấy con gì nó tung trần cái loa, mình không để ý nó ra được hồi nào nó đóng tiêu tung hôm qua chỗ này em thấy nó lộn gì luôn, xảy được nào được đêm em ơi. Mình đi ra ngay cái đường lưới mà này mình gỡ mấy chim mà có dính hai ba con gì mà thank you.
Để giờ để bắt chim cho anh em xem rồi mình về nha anh em. Làm được con gà với ba cà cốt này nè. Còn cái này thêm hôm nữa mà. Giờ chắc được 11 12 con. Cái này ba cà cốt nè. Chắc tổng cộng cũng được 17 18 con. Anh em ơi, nói chung là tối nay chim đi cũng tạm ổn anh em ơi. Thì nếu mình mới ra mình túc thì bao nhiêu đây cũng đánh bao nhiêu đây cũng là mình thấy là được rồi anh em ơi. Đâu có bằng anh em đánh chuyên nghiệp của năm suốt tháng. Mình tới mùa mình mới ra mới đánh. Với lại tiếng của mình cũng không chuẩn nữa. Tiếng của mình thì mình toàn là mình đau trên mạng về mình đánh không. Còn tiếng anh em thì nhiều khi anh em mua vài ba triệu một tiếng. Chim nó nhiều, mình vậy là mình thấy được rồi. Bây giờ mình kết thúc video với chào tạm biệt tất cả anh em nha. Mình về đi làm anh em. Sáng sớm trâu nó thả nó tới đây mà. Cắm trại nó thả đây luôn, trâu nó thả đằng tới.